Nhưng mà chính Thánh Phaolô nói với chúng ta ở trong bài đọc thứ hai này: anh em hãy giết chết những gì thuộc về hạ giới trong con người của anh em, đó là gian dâm, là ô uế, là đam mê, là ước muốn xấu và tham lam. Rồi Thánh Phaolô thêm một câu: mà tham lam cũng là thờ ngẫu tượng. Anh chị em có thể hỏi tôi, sao mà tham lam mà để thờ ngẫu tượng? Hay là vì thế này, một người mà tham lam quá mức rồi, chỉ có tiền là trên hết thôi, thì người đó đã biến tiền bạc thành thần thánh. Và ông thần đó, ông ấy sai khiến mình làm cái gì thì mình làm cái đấy, bất kể nó có đạo đức hay là nó không đạo đức. Và nó là nguồn cội của biết bao nhiêu tội lỗi. Ngẫu tượng là chỗ đó đó.